Hello các bạn, hôm nay mình ra vườn nhổ vài cái củ cải trắng để vào mình nấu cái nồi phở bò đó các bạn. Nồi phở nạm bò rất là ngon luôn nên mình phải nhổ vài cái củ cải trắng vào mình nấu chung với cái nồi phở cho nó ngọt nước á, và nó trong nó thơm cái nồi nước súp của mình nữa đó các bạn. Thì bây giờ mình ra mình coi cái củ cải nào bự to thì mình nhổ mình thu hoạch từ từ được rồi. Vì củ cải nó cũng gần hết mùa rồi đó các bạn. Quá chừng bữa nay nó bự luôn nè các bạn. Mình nhổ. Mai mốt mình thu hoạch hết luôn để mình trồng thêm mấy cái loại củ khác để dành mình có mình ăn. Khi mình nấu cái gì ra mình cần mình nhổ vào mình ăn thì nó rất là tuyệt vời luôn, nó ngon lắm các bạn. Nhất là củ cải nhà mình trồng á, mình ăn non như vậy á, nó thơm lắm và nó ngọt lắm các bạn, nó không có bị sơ. Phần nhiều là bây giờ nó nhú củ lên rất là nhiều luôn, mà củ nó to hơn mấy đợt trước lắm các bạn. Thích lắm, mình nhổ cái này mình kho và mình nấu canh ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà mình thích nhất là mình hầm mấy cái nước súp đó, mình thả củ cải vô á, cái nó làm trong cái nước súp và thơm nữa các bạn. Các bạn thấy cái củ cải nó to quá chừng luôn, nhìn nó thích lắm. Nhà mình cũng có trồng mấy cái cà rốt nữa các bạn, nhưng mà sao thấy nó lâu có củ hơn là mấy cái loại củ cải trắng này. Cà rốt trồng thấy lâu nhú củ hơn. Năm tới mình cũng trồng thêm củ cải trắng, mình thấy trồng cái củ cải trắng thì nhanh thu hoạch lắm các bạn. Và cũng dễ trồng nữa, không có khó đâu. Vườn nhà trồng lúc thu hoạch rất là thích các bạn, ra mình nhổ rất là mê luôn á. Quá chừng tốt luôn nè các bạn, thấy không, cái củ nó trắng mà nó tròn á. Cái này nếu mà mình mà bón phân nữa là chắc cái củ nó to lắm á các bạn. Đó, hôm nay mình nhổ mấy củ này thì chút nữa mình vào mình gọt để mình thả vô cái nồi nước phở bò đó các bạn, mình đang hầm ở trong nhà đó. Ok, giờ mình vô. Đây là nồi phở bò nè các bạn. Xương ống với xương sườn với lại thịt nạm á, mình bỏ vô đây mình hầm nè thì rất là thơm ngon luôn. Thì bây giờ mình rửa củ cải mình xắt nhỏ nhỏ mình bỏ vô nồi nước súp cho nó thơm và nó ngọt cái nồi phở nữa. Thank you.
cái cục thịt nạm này nó cũng chín rồi thì mình vớt ra để mình xắt mỏng mỏng để chút mình bỏ lên cái tô phở đó các bạn mình ăn, thì chấm với tương ngọt tương ớt thì rất là ngon luôn. Đây nạm mình cũng đã xắt mỏng rồi đó các bạn. Và cái nồi nước súp bây giờ rất là thơm luôn, củ cải nó cũng đã mềm rồi, thì bây giờ mình múc vào tô nước súp vào tô và mình ăn thơm ngon quá các bạn nha. Ok, video mình ra vườn mình nhổ củ cải trắng vào mình bỏ vào nồi nước xương bò mình hầm để mình ăn phở cho nó có mùi vị thơm ngon á và nó trong quá các bạn. Thì mình quay chia sẻ video của mình cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn có thích thì xin bấm like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nhé. Xin chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp.